thì mình coi đợt sau nữa con lau thêm cái lưng này cho khô sạch sẽ. Đợt sau nữa là mình sẽ vô màu tiếp. Từ từ. Còn đau nhiều lắm. Còn 2 lần nữa tới 3 lần nữa mới hoàn thiện được cái lưng mới. Xăm xong xuôi lột ra y như có lưng mới nha các bạn. Dù đó là hình sữa nha. Chiều chậm trước cùng đòn đi. Chỉ nha các bạn. Ở đây là chiên sữa hình nha. Ở đây chúng tôi là chiên sữa những hình như vậy nha các bạn. Nhưng mà sữa xong xuôi mất luôn hình này. Xong xuôi là nhiều anh đã vô rồi nói đẹp xấu lung tung. Cái đó không quan trọng nha các bạn. Quan trọng là khách làm cho khách mất đi hình cũ và có hình mới khách ta nghĩ là được rồi. Nhiều anh đôi khi làm không được nhưng mà vô thấy mấy hình này không nhận làm, đến hồi người ta làm rồi vô nói lung tung. Đây, ở đây chuyên trị những ca ung thư này. Nếu anh nào mà thường thường hay vô nói này nói kia thì thích mình thì liên lạc mình sẽ bán ra những cái ca này cho các bạn sửa nha. Còn nếu sửa không được thì nên dòm và coi. Thấy không? Mình xăm thì không đẹp đâu, nhưng cover là mất luôn hình cũ á. Quan trọng là điều đó đó. Đa số là những hình này là ung thư thời kỳ cuối. Qua tiệm nào tiệm ấy chạy mất tiêu. Ở đây là chuyên trị những ca này nè. Cho nên ngày nào cũng có khách những ca này tới luôn. Và sữa đợt 1 hoành lợi là mất rồi. Sữa đợt 2 là mất luôn. Giống như bữa hổm sữa quan công vậy. Nhiều anh vô đó nói lung tung. Không quan tâm gì, quan tâm khách thích rồi. Còn chung nghề nhiều khi nói này nói kia cũng nghe cũng phiền lòng. Địa chỉ nha các bạn. Địa chỉ đây nha. Còn những anh nào mà thường nói nhiều thì ở đây mình bán ra những cái ca này nha. Những ca như vậy ở tiệm nhiều lắm nha các bạn. Nhiều lắm. Rất là nhiều, thích thì mình chia sẻ bớt để cho thử tay nghề như thế nào nha. Thấy chưa? Nhìn là phải biết thiếu nét nào nét nào. Không cố gắng gì vậy? Hay là như đó nghĩ là đủ rồi à, anh? Chưa. Chưa là phải cố gắng anh nha. Nghe không?
cần các bạn liên quan tới công việc đó. Mà các bạn không cần tập. Không biết nào kêu đâu. Cái này đâu kêu đâu. Đó, nó mới kêu đó. Ngu à. Đó, nó mới kêu ồ lên tắt kìa. Không kêu bỏ hành gì đâu. Tôi chạy cho thầy ạ. Có bị trúng hôm nay vậy? Bốc là dễ bằng nước nha bạn. Ngọt không? Ngọt. Đầu nhọn quá thôi sao nó ngọt. Nói Đi ngồi coi nè, có mấy chuyện tào lao không à? Mày chung dính chung tay khó rồi, dễ thôi chứ.
ướt. Không? Xả ra cái cục gì lấy gì mà dễ. Là phải học chứ phải là biết chút xíu là đủ, nó nghĩ là giỏi thôi. Mà lộn nó ra lâm trận rồi nó nhiều cái chuyện khó rồi nó. Nhìn vô cái hình là biết thiếu cái gì, con rồng nó thiếu gì, bông người nó thiếu phần nào thiếu là tự động mình có tiêu vô. Chiều mình đưa đến tay vô cái gì mình cầm toàn này cái bên rồi ngó. Mẹ thấy nó phụ chứ.
Chào các bạn nha, đây là hình sữa nha bạn. Hình bị hư rất là nặng nha. Đây là mới tập 1 nha, tạm thời là mất đi một phần của hình bị hư. Và hiện ra tác phẩm mới hoàn toàn nha các bạn. Đợt sau vô màu là bảo đảm mất luôn những hình cũ luôn. Đây. Sau lưng một người phụ nữ lúc nào cũng là một con quỷ hiện hình nha. Tác phẩm đang trong tiến trình cover nha các bạn. Bạn nào nếu mà tin đấy sẽ thấy là hầu như kinh lưng bên đấy là đen hết. Đen hết. Nhưng sau khi cover là tạm thời nó hiện lên bố cục và hiện lên tác phẩm mới hoàn toàn. Cái này vừa mới xong được khoảng 30%. Còn rất nhiều nha các bạn, tại vì mình sửa qua tới đây luôn nè. Và hình bên đây hơi nặng luôn nè. Đó. Bên đây hình cũng rất là nặng, ảnh hư qua tới tay luôn nha các bạn. Nhưng mà đợi vô màu là sẽ có kết quả. Bây giờ là mới là nước lót thôi, tạm thời cho làm mất đi hình cũ thôi. Hình hư rất là nặng nha. Hầu như không có chỗ trống. Nhưng mà không sao, đợt sau sẽ mất luôn. Này hư cũng nặng lắm nè. Đó. Từ từ nó sẽ mất nha các bạn. Muốn sửa một cái hình đòi hỏi thời gian nữa. Tạm thời được bao nhiêu đây phần trăm? Bạn nào có hình hư muốn sửa thì cái việc đến thẳng tiệm nha các bạn. Dòng này sau này sẽ là màu nha các bạn. Tạm thời được như đây thôi. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Và khi xong là sẽ giảm đau. Nếu bạn thích có thuốc tê thì có thuốc tê. Còn bạn có bạn lãnh như anh này xăm ba máy cùng lúc không có tê thì mình sẽ xăm theo yêu cầu của khách nha. Nhưng mà lúc đầu anh này là ba máy không tê, mình chút xăm một máy mà có tê vẫn nhảy nha các bạn. Lý do là sao? Sưng hết trơn. Cơ thể con người mà đề kháng nó hết thì bắt đầu rồi. Đau đớn nó sẽ lên nha các bạn. Màu đen chúng tôi vẫn lót màu đen lên nha các bạn. Sản phẩm còn rất là nhiều nha. Cái này mới được có 30% thôi. Còn rất là nhiều. Chưa pháo cơ trên da. Cứ xem từ từ sẽ có cái lưng mới. Các bạn muốn biết nó mất hình hay không thì đợi đợt sau lúc mà lành á, khách quay lại quýnh đợt 2 các bạn sẽ thấy nha. Quay lại đợt 2 là xăm sao ra y chang vậy nha. Nó sẽ hiện hình lên y chang như vậy. Nhỏ gái kênh dữ quá thôi. Kênh thầy ghê. Đứng đầu đi đâu là đi nhỏ ngó theo đó nè. Đó, nhỏ đó. Đó. Mình đi xuống dưới là cái kênh mình nè. Thấy chưa? Qua đây nó cũng kênh nè ha. Đi tới đâu clip tới đó nè. Đi tới đâu là clip tới đó nè. Nhỏ nè. Sau lưng người phụ nữ lúc nào cũng có một con quỷ. Thấy không? Một con quỷ hiền ha. Con quỷ ra cái ha. Quỷ đực thì lúc đó tùy theo hoàn cảnh nha. Quỷ này không biết quỷ đực hay quỷ cái, nhưng mà mình không biết nó hiền hay dữ thì cứ tùy theo hoàn cảnh. Sau lưng vợ anh có con quỷ không anh? Có không? Sau lưng vợ mình có con quỷ không? Dạ. Không à? Con gái luôn làm ta đau. Con gái luôn làm ta đau đúng không? Địa chỉ đây là nha các bạn, 32 Thích Thuận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha.
bạn nào có nhu cầu muốn thăm xỏ gì đó bạn tới thẳng đây nha các bạn, địa chỉ rất cửa gần nha. Còn mình gọi điện thoại hỏi giá đồ này nọ là mình không có báo nha bạn, không biết hình như thế nào đâu báo, muốn cái gì là phải tới tận nơi nha. Đập 1 mới xong, đợi đập 2. Hình cũ lúc chưa sửa nha các bạn. Đây là một tác phẩm lúc chưa sửa à. Sau khi ở đây cover xong xuôi hoàn toàn mất đi hình cũ nha các bạn. Các bạn giờ nha, hoàn toàn mất đi hình cũ, dù là mới cover được 40%. Đây, hoàn toàn mất đi hình cũ nha, mới 40% thôi. Đây, rồi sau sẽ dầm mập tiếp. Đây là cái hình cũ nha các bạn. Và lúc anh nói tới đây là mang theo cái hình này và đã qua 3 tiệm để cover sửa lại, nhưng mà càng sửa thì càng đen cái lưng. Và cuối cùng anh ấy tới đây, tới đây bây giờ sửa hoàn toàn, mất đi hình cũ. Đây là hình đặt trước lúc sửa, rồi bây giờ nó làm. Hôm nay bắt đầu vô màu phần này. Muốn biết có mất đi hình cũ hay không, các bạn đón xem tập sau lúc mà lành anh ấy tới đây sửa thêm một lần nữa. Cái này còn sửa 2 lần nữa nha các bạn. Còn rất nhiều. Còn rất nhiều chưa sửa xong. Đó. Đây, Minh Hồng. Sửa luôn tay luôn, nhìn mặt anh kìa. Bơ phẹt luôn, đau lắm. Và hiện tại là lúc này là mình đang vẽ mẫu để mình sửa, đúng không? Đó, hình là trung thực nha các bạn. Đây mình quay bên hông cho các bạn coi nè. Hình rất rõ ràng, hình hư. Đó, bên hông là bên hông cái tay nè. Thấy chưa? Thì phần này bên hông cái tay chúng tôi chưa sửa được để đặt sao, lý do là hết giờ rồi, đau quá. Đau không? Đau lắm hả? Vậy chả là hình cũ lấy không? Không. Còn 3 đợt nữa nha các bạn. Màu rất là tươi nha. Đợt sau hoành lợi mình sẽ coi cái màu tươi như thế này không. Và anh ấy yêu cầu phải sửa những cái mẫu anh ấy thích với đau chứ. Không chịu không chỉ làm theo ý của tiệm nha, là yêu cầu phải như vậy, mẫu chọn lựa thiết kế riêng nha. Màu rất tươi nha các bạn, tươi lắm. Lý do xài khăn ướt cho nên các bạn thấy nó hơi bị đậm chút xíu, nhưng mà lột ra nó tươi gói luôn. Chờ nó đợt sau lột ra đi mình mới biết được sữa có mất hay không nha. Ở đây chúng tôi chiên sữa những hình đen như thế này. Đây, cái bên ấy tới là đang phải ngồi vẽ, vẽ tay thiết kế đồ này nọ trên đó. Đó, rất là cực nha. Nhưng mà khách chọn mà thợ thì thợ phải cố gắng làm. Bây giờ đau quá cho nên chúng tôi tạm ngưng, và cũng là khuya rồi. Rồi sau vô màu con quỷ, vô màu bông, vô màu con rồng tôi hoàn thiện. Màu tươi gói như các bạn. Con cầm xuống cho chú coi phần dưới. Cái đây là sao sẽ vô màu ở đây. Ở đây cũng còn hình bị hư nha, nhưng không sao. Là sao sẽ vô hoàn thiện mất luôn. Cái này là lành đây nè. Đó, lành rồi. Thấy không? Rất lành. Nói thì đợt cái này là đợt trước xăm xong xuôi rồi, dù đợt trước mới xăm 10% nhưng mà cũng đã mất hình cũ nha các bạn. Đợt này hiện lên tất cả. Đợt sau nữa chúng tôi sẽ vô màu hoàn thiện cho cái phần tay bên đây, cái phần tay bên đây, để cho mất cái hình cũ bên đây luôn, cho anh ấy mặc áo có thể cởi chân được. Và hoàn thiện mất luôn những phần mà còn li ti ngoài luôn nha. Đợt này đau quá cho nên chưa vô màu được cái chân.
Tác phẩm này do mình thiết kế theo ý của khách nha các bạn. Địa chỉ tại một khách chọn mẫu rồi xu mình thiết kế nữa cho đè được hình. Đây, lúc này mình đang thiết kế và phối hợp vẽ tay. Đó. Vẽ tay. Nhìn ở ngoài nó rất là đen nha các bạn. Ở ngoài là đen lắm. Đó là tập 1. Còn đây, lúc mình sửa xong phần 1 lần đầu tiên này. Đó. Tập 1 là sửa như thế này. Và khi nén hoành lợi để coi thử như thế nào thì hoành lợi là nó hoàn thiện. Xăm như thế nào lột ra y chang như vậy nha bạn. Đó. Xăm như thế nào lột ra y chang như vậy thì hôm nay mình mới vô màu. Thì mình coi đợt sau nữa con lau thêm cái lưng này cho khô sạch sẽ. Đợt sau nữa là mình sẽ vô màu tiếp. Từ từ. Còn đau nhiều lắm. Còn 2 lần nữa tới 3 lần nữa mới hoàn thiện được cái lưng mới. Xăm xong xuôi lột ra y như có lưng mới nha các bạn. Dù đó là hình sữa nha. Chịu chậm trước con đồ đi. Chảy nha các bạn. Ở đây là chiên sữa hình nha. Chiên sữa hình nha các bạn. Ổng giờ cũng đau quá, ổng nghe nhạc. Giờ cũng xăm nữa không? Dạ, nó nổi không? Chạy xe được không? Không bắt gáp gì vậy? Được phải không? Giờ là chùi tên một dãnh rồi sạch sẽ đi. Giờ anh biết cảm giác xăm như thế nào. Để sau này không xăm nữa. Đằng sau là vô màu bên đây luôn nha. Phối hợp bất cứ như này hết. Xăm những tác phẩm lớn này chúng ta chia tiền ra và cách nhau 15 ngày. Cách nhau 15 ngày. Những tác phẩm nào bị hư đen á, mình sẽ chia thời gian ra, chia tiền ra để cho thứ nhất là bớt đau, thứ nhì hình nữa lúc mình quấn xuôi cột lên như thế nào để mình phối hợp. Hôm nay ổng không biết đau, hôm nay quấn không có tê. Thì từ chưa tới giờ không chịu ăn uống, nhớ vợ mà vợ không có. Có vợ không? Có hả? Dám nói không có vợ nè. Hút cái cho đỡ đau rồi về mình được quyền chia tiền ra nha các bạn. Chia tiền ra xăm từ từ, với xăm một lần trả tiền cùng lúc nó sẽ nặng đô. Những hình hơn như thế này các bạn phải tới tận nơi người ta coi thử cái mực như thế nào, coi thử hình hư như thế nào, bố cục như thế nào thì mình mới thiết kế được, rồi mình đặt cọc, mình giữ lịch, rồi khi người ta thiết kế xong xuôi rồi mình mới tới mình xong. Bạn được quyền chọn yêu cầu những hình của mình với điều kiện bạn chịu được cái giá của tiệm đưa ra. Anh này anh có cái hình sửa mấy lần rồi? Sửa 3 lần 3 tiệm rồi. Mà lần này là mất à. Về bạn bè thấy không? Phải hả? Con thích không? Thích. Con gửi đúng không? Rồi sao chứ làm tiếp. Nhưng mà về tắm trắng ra nha. Đen quá. Tự giống ông kia đi ra phơi nắng nha. Con ra không? Rồi sao mình sẽ làm bất phần này, bất phần này, bất phần kia. Coi mà chỗ nào bị lỗi, test nhẹ lại. Và là sao là đúng thiện luôn, quỷ luôn nha. Ok không? Dạ. Thiện quỷ phá hai bên đây cho nó xuống hết. Bích dưới đây chúng bích thiện quỷ, bích hai bên kia để cho hoàn thiện. Ở đây những hình sữa như này tiệm nhận mỗi ngày nha bạn. Ngày nào cũng có khách hình sữa như vậy hết. Đôi khi người ta không biết được sữa à. Xăm hình mới thì rất đơn giản, tiện nhiều lắm. Còn đây là chiên sữa hình. Bạn nào có hình nào không ưng ý cái gì tới để kỹ nè bạn. Địa chỉ là 32 Thích Dụng Đức nha, phường 5 quận Phú Nhuận. Số điện thoại này bạn đừng gọi hỏi giá, tại vì mình không có cầm điện thoại.
nha. Bạn gọi điện thoại tới thì có người sẽ chỉ đường cho các bạn tới đây nếu mình không biết địa chỉ. Còn gọi tới hỏi giá, một hình xăm nó có một cái giá khác nhau các bạn. Hư nặng thì giá khác nhau, hư nhẹ thì giá khác nhau. Hình to giá khác, hình nhỏ giá khác, hình mini giá khác. Mình bị hư rồi, mình phải tới người ta coi cái bố cục như thế nào, bị lỗi như thế nào, người ta mới báo giá nha. Cho nên là phải tới tận nơi nha các bạn, có địa chỉ rồi nè. Tôi nghĩ là ok để mình hỏi thử khách thôi, tôi nghĩ không? Tôi nghĩ không ông này? Dạ, nghĩ. Nghĩ không? Dạ. Ok ha? Dạ. Ráng giữ hình nha, bị ra tắm nắng nha. Dạ.